Lục cả nhà, chúc cả nhà ngày mới ăn lành nha cả nhà. Kiếm được bầy đen thui nè cả nhà, mới nở luôn cả nhà, còn kẹt dưới nước luôn cả nhà ha, bầy quá dữ luôn. Chân thành cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ kênh nha cả nhà, mong cả nhà tiếp tục ủng hộ kênh cả nhà ha. Bây giờ Kiên sẽ cưa mấy cái này ra cả nhà, dọn ra cho nó dễ thấy như mình dễ câu cả nhà, đó. Đây có đem theo cái cưa này cả nhà. Ok ha, thôi giờ Kiên dọn xong rồi Kiên nhấc táp Kiên quay lại ha cả nhà. Quá đã. Lấy máy cả nhà, lên nè cả nhà, đó, lên ha cả nhà, đủ đồ ngày luôn cả nhà ơi, cá ngon cả nhà, ui một ú rồi cả nhà, rồi con đực cả nhà ơi, con cái chắc bự ha cả nhà, này cái này ổ này Kiên nhấp hai con luôn cả nhà, cá quá đã cả nhà, đẹp ha cả nhà, một ú rồi cả nhà, biết con sao nó có táp không cả nhà, quá đã. Quá sung luôn cả nhà ơi. Rồi, ok. Mừng cả nhà nhiều ha nha. Video chất lượng nữa cả nhà ơi, xem hấp dẫn đã mắt luôn ha cả nhà. Quá đã.